Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Beoaco tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh. Theo quy chế ký kết, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Beoaco thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin trong triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau lễ ký kết quy chế phối hợp, đại diện Biwako đã trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của công an tỉnh.